Chiều 1 tháng 11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết cơ quan cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Qua điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Phúc Vinh sinh năm 1999, trú tại huyện Tân Hưng, tỉnh Long An và Nhữ Thị Nguyên sinh năm 1988, trú tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, sống chung với Vinh như vợ chồng, đã nhiều lần thu thập mua trên mạng xã hội hơn 45.000 dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng của các công ty tài chính để bán thu lợi nhuận. Nguyên và Vinh lập nhiều tài khoản Facebook, Telegram để đăng tải chào bán data. Kết quả điều tra bước đầu xác định Nguyễn Phúc Vinh và Nhữ Thị Nguyên đã bán 629.050 dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng cho nhiều người khác nhau, thu lợi bất chính số tiền trên 340 triệu đồng. Từ cuối tháng 9 năm 2022, Đinh Quốc Tuấn sinh năm 1987, trú tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Nguyễn Thị Thắm sinh năm 1990, trú tại quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội và Nguyễn Xuân Tùng sinh năm 1990, trú tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đã lập các trang web giả mạo có hình thức giao diện giống các trang web của ngân hàng và công ty cho vay tài chính để liên hệ với khách hàng qua các dữ liệu đã mua. Từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023, nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại trên cả nước với số tiền hơn 10 tỷ đồng. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Xuân Tùng, Đinh Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Thắm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và khởi tố bị can ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nhữ Thị Nguyên, Nguyễn Phúc Vinh về hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.